chào quý vị đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của GFS, được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Mình là Kim Tuyến, người đồng hành cùng quý vị điểm qua một số thông tin đáng chú ý hôm nay. MetaMask tích hợp Bitfinex Pay. Vào hôm thứ Sáu vừa qua, việc tích hợp giữa MetaMask và Bitfinex Pay đã chính thức hoạt động, với hơn 10 triệu người dùng hiện tại của MetaMask sẽ có quyền truy cập vào Bitfinex Pay. Cụ thể, thông qua việc đăng nhập vào ví MetaMask, người dùng sẽ có khả năng gửi và nhận các khoản thanh toán tiền mã hóa trực tiếp thông qua các cổng thanh toán. Paolo Adorno, giám đốc công nghệ của Bitfinex Pay, đã mô tả ví MetaMask là một công cụ phổ biến trong không gian tiền kỹ thuật số. Vào tháng 10, nền tảng MetaMask cũng đã hợp tác với 3 tổ chức lưu ký tập trung vào tiền mã hóa bao gồm BitGo, Rado và Cactus Custody để mang nhiều nguồn vốn hơn vào thị trường tiền mã hóa. Để chú ý hơn là quan hệ đối tác của MetaMask với BitGo, vì công ty này đã được Galaxy Digital mua lại vào tháng 5 năm nay. Công ty K-pop đứng sau BTS hợp tác với Upbeat ra mắt sản phẩm NFT. Công ty âm nhạc Hàn Quốc HYBE đứng sau nhóm nhạc phát hành album bán chạy nhất toàn cầu năm 2020 BTS đã liên danh với Dynamill, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền mã hóa Upbeat, để tung ra sản phẩm NFT. Tuy nhiên, những người hâm mộ của nhóm nhạc đã lên Twitter để chỉ trích HYBE về các kế hoạch ra mắt NFT của họ. Người hâm mộ BTS đã lập luận rằng các tác động môi trường của công nghệ dựa trên blockchain đi ngược lại với quan điểm của nhóm nhạc nam đình đám xứ Hàn về môi trường. Chẳng hạn, ở buổi phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào đầu năm nay, nhóm nhạc BTS đã nhắc tới biến đổi khí hậu như một vấn đề quan trọng. Công ty Park sẽ cung cấp dịch vụ liên quan đến Ethereum cho khách hàng. Park là công ty thuộc Intercontinental Exchange, được ra mắt vào năm 2018. Với tư cách là người giám sát tiền mã hóa, hiện công ty đang cung cấp một số dịch vụ, bao gồm dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin và ứng dụng di động cho phép người dùng thanh toán bằng Bitcoin tại các cửa hàng và thẻ ghi nợ Visa. Trong một tuyên bố, Gavin Michael, giám đốc điều hành Park cho biết, việc quan tâm hàng đầu tại Park là cung cấp các cơ hội cho người dùng trải nghiệm tài sản kỹ thuật số của họ. Và đó là lý do thêm Ethereum, đồng token phổ biến và đang phát triển vào kế hoạch của họ. Hiện tại công ty vẫn chưa cho biết khi nào người dùng có thể bắt đầu giao dịch Ethereum. BZS dự án DeFi trên nền tảng Ethereum lại bị tấn công. Theo công ty bảo mật blockchain Slomit, giao thức DeFi BZS, một giao thức lending được xây dựng trên Ethereum và Binance Smart Chain, đã bị tấn công và thất thoát ít nhất 55 triệu đô la. Trong bài tweet về sự cố, nhóm giao thức tuyên bố các hợp đồng thông minh BZS không bị xâm nhập. Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến việc triển khai Polygon và BSC thông qua tấn công phá mã khóa. Năm ngoái, giao thức này đã hứng chịu hai vụ tấn công. Điều này đã đánh mất lòng tin của nhà đầu tư và làm cản trở cơ hội tận dụng phổ biến ngày càng tăng trong ngành tài chính phi tập trung của dự án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GFS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!